Các bạn thân mến, Mạnh Hùng sưu tầm trên mạng một bài thơ rất hay và phù hợp với lứa tuổi của mình. Bài thơ có tựa đề "Tao sẽ về họp lớp". Mời quý vị và các bạn cùng nghe qua trình bày của Mạnh Hùng. Mấy hôm nay nhận lời mời họp lớp, tao cứ lăn tăn liệu có nên về. Đã nhiều năm rồi xa bạn xa quê, về hay không chỉ mình tao tự hiểu. Bao lâu nay tiền trong nhà còn thiếu, lặn lội ngày đêm chẳng thấy dư thừa. Nhưng nghĩ được về sống lại tuổi thơ, chỉ thế thôi là tao sung sướng nhất. Tất cả chúng mình đã đều thất thập, Đỗ Phủ bảo rồi cánh cổ lai. Giỏi lắm chỉ còn vài bữa nữa thôi, về với tuổi thơ đây là cơ hội. Nhớ lắm chứ những năm còn đi học, lũ chúng mình thật sự quá vô tư. Chạm tay bạn gái mặt đã đỏ như, nói chi đồng đến làn môi mái tóc. Giận dỗi nhau nhiều khi còn òa khóc, hoa phượng hai rồi ngại cóc giam đưa. Lắm lúc đi đường gặp phải trời mưa, tàu lá cọ chẳng dám đưa nhau đổi. Tao phải về để gặp còn xin lỗi con bé ngày xưa, nó cứ nhìn đúng là mình ngu chỉ chuyện tầm phào. Mãi sau này về già tao mới biết, so với chúng mày đời tao dẫu thiệt. Kệ bà nó đi chẳng tiếc làm gì. Trời đã định rồi, hơn thiệt mà chi, về để gặp những thằng cùng một thờ. Mày cậy chức to, nếu mày không nhớ, mặc kệ chúng tao, mày đứng một bên. Quan chỉ nhất thời, mày chớ có quên, dân như chúng tao mới là vạn đại.
những đứa nào nghèo xin đừng có ngại, hãy trở về để gặp lại bạn bè. Gặp thầy cô và đứng dưới lũy tre để mình được cùng nhau nghe gió hát. Cho đến tuổi này chức quyền tiền đất dù ít hay nhiều, đừng đứa nào khoe. Kiếm bằng mồ hôi còn thấy dễ nghe, còn cách khác thì thôi cho đỡ nhục. Dân gian có câu đời người có lúc, đừng mặc cảm nha mấy đứa ít tiền, hãy cùng tao về với tuổi thần tiên sắp xuống lỗ rồi mày tao cho sương.